Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu mới nhất sáng nay, ngày 30 tháng 11 năm 2022 trên kênh Funu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Funu TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Giá hồ tiêu hôm nay ngày 30 tháng 11 biến động giảm trên thị trường trong nước, trên thị trường xuất khẩu. Theo ghi nhận kết thúc ngày 29 tháng 11 năm 2022, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu tại thị trường Indonesia tiếp đà giảm nhẹ. Trong đó, giá tiêu đen tiếp tục ghi nhận giảm thêm 2 USD trên tấn, xuống mức giao dịch là 3.777 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu ở quốc gia này tại cảng Muntok giảm 3 USD trên tấn, từ mức 5.952 USD trên tấn xuống 5.949 USD trên tấn. Trong khi đó, ở các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu chính khác vẫn duy trì ổn định. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ở mức thấp nhất là 2.625 USD trên tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia vẫn ổn định ở mức 5.100 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu ở Việt Nam với loại 500g trên lít và 550g trên lít ổn định ở mức giá 3.150 USD trên tấn và 3.250 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đang có mức giá là 77.600 đồng và 80.000 đồng một kg. Còn đối với giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đang có mức giá là 4.600 USD trên tấn, tương đương là 113.300 đồng một kg. Thưa các bạn, mặc dù Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn thứ hai thế giới, nhưng lượng nhập khẩu năm 2021 giảm 34,4% do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, vì 90% lượng tiêu nhập khẩu của Trung Quốc là từ Việt Nam. Mặc dù là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, nhưng Việt Nam cũng là một trong những thị trường nhập khẩu cao để đảm bảo cung cấp hồ tiêu liên tục. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, trái với dự đoán giá hồ tiêu sẽ phục hồi và tăng trở lại. Nhưng sáng nay, giá hồ tiêu trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm ở các địa phương. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước điều chỉnh giảm 600 đến 900 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, ghi nhận sáng nay, giá hồ tiêu trong nước được thu mua trong khoảng 60.700 đồng đến 63.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận quanh mức 62.100 đồng đến 62.300 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 60.700 đồng một kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá tiêu sáng nay thu mua quanh mức 60.800 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu giảm xuống mức 63.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước ghi nhận quanh mức là 62.000 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai sáng nay được thu mua quanh mức là 61.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống sớm tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa đông và Tết năm mới 2023 sắp tới sẽ hỗ trợ cho giá hồ tiêu tăng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 30 tháng 11. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.